Sáng nay, thành phố Tân Uyên tổ chức lễ khai mạc hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề Tự hào thành phố anh hùng, tuổi trẻ Tân Uyên khát vọng cống hiến, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, thành phố Tân Uyên được chọn là đơn vị điểm trong công tác tổ chức hội trại tòng quân năm 2024 của tỉnh Bình Dương. Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Nhĩ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, lãnh đạo thành phố Tân Uyên và đại diện gia đình, thân nhân của các thanh niên. Hội trại diễn ra nhiều nội dung ý nghĩa như chương trình đón quân lên trại với chủ đề vinh danh người chiến sĩ và khai mạc hội trại, nói chuyện chuyên đề truyền thống lịch sử của Đảng, dân tộc ta, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo thành phố thăm và chụp hình lưu niệm tại các tiểu trại, sinh hoạt trò chơi tập thể, tuyên dương thanh niên tình nguyện nhập ngũ, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt lửa trại, hội thi trưng bày mâm ngũ quả, hội thi bữa cơm ấm tình quân dân, lễ giao nhận quân và bế mạc hội trại. Hội trại năm nay có nhiều nội dung đổi mới như tăng cường tuyên truyền các bài hát về Tân Uyên trong hội trại, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, tạo mã QR code về lịch sử Tân Uyên, lắp đặt Wi-Fi công cộng miễn phí để phục vụ hội trại. Các hoạt động trong hội trại được tổ chức với tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm quân số, thắm tình quân dân.